Thưa quý vị, sau khi Thành ủy Đà Nẵng ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy Đảng trực thuộc đã nhanh chóng triển khai nghị quyết bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Theo báo cáo của Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, năm 2020, trong bối cảnh hết sức khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 và các trận bão lũ, song tình hình thu hút các dự án vào khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đạt kết quả nhất định. Trong năm, đã thu hút được 16 dự án, trong đó có một dự án FDI với tổng vốn đầu tư 60 triệu đô la Mỹ và 15 dự án cấp phép mới, tăng vốn, điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2019. Đồng thời, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp cũng tạo mọi thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đây sẽ là những tín hiệu vui, cú hích cho thu hút đầu tư của thành phố trong năm 2021. Tích cực triển khai cái đề án xây dựng cái thành phố năng động, đổi mới sáng tạo, và trong đó có việc phát triển các cái cộng đồng khởi nghiệp. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề quan trọng. Ngoài ra là trong cái chiến lược phát triển thì ưu tiên phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao, mà ở đây là vai trò dẫn dắt của cái hệ thống giáo dục cũng như là các cái quỹ để có thể là khuyến khích việc nghiên cứu khoa học cũng như là thương mại hóa các sản phẩm. Tôi nghĩ là đây là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Chúng tôi cũng đang kiến nghị với các cấp các ngành là đẩy mạnh các cái hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như đổi mới sáng tạo trong khu công nghệ cao. Theo ông Phạm Trường Sơn, trong năm 2021, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tiếp tục tham mưu thành phố nhanh chóng đưa khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao 120 ha vào hoạt động, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, khu công nghiệp Hòa Ninh và khu công nghiệp Hòa Khương với tổng vốn đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng. Đối với huyện Hòa Vang, việc triển khai thực hiện nghị quyết 22 của Đảng bộ thành phố được gắn liền với việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là trong 5 năm đến, huyện Hòa Vang tập trung phát triển thương mại dịch vụ, đặc biệt là du lịch, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm đặc thù như du lịch sinh thái. Trước mắt, đầu tháng 1 năm 2021, huyện khai trương tuyến phố đêm Túy Loan, và trong dịp Tết cổ truyền dân tộc sẽ tổ chức hội Hoa Xuân và hội chợ Tết Việt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui xuân đón Tết. Tiếp tục tập trung để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp đã đầu tư du lịch sinh thái trên địa bàn như công viên núi khoáng nóng Thần Tài, rồi các dự án du lịch như là Ngầm Đôi, rồi là Hòa Phú Thành, Lái Thiêu, những cái đó chúng tôi tiếp tục quan tâm hỗ trợ để phát triển cái cơ sở du lịch đã có. Đồng thời, trong thời gian tới thì theo quy hoạch chung sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư vào những khu vực du lịch lớn mà đã được định hướng trong quy hoạch chung, đó là du lịch ở khu vực Hồ Đồng Nghệ, khu vực Hồ Hốc Khế, khu vực Khe Râm Hòa Bắc và một số cái khu vực khác. Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Hòa Vang phối hợp xúc tiến đầu tư, xây dựng hạ tầng và khai thác quản lý cụm công nghiệp Hòa Nhơn, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin ở Hòa Liên, hình thành khu công nghiệp Hòa Nhơn, Hòa Sơn và Hòa Ninh, hoàn thiện hạ tầng làng đá chẻ Hòa Sơn. Huyện Hòa Vang hiện đang triển khai thí điểm 28 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố đã quy hoạch chi tiết đối với 3 vùng nông nghiệp công nghệ cao gần 66 ha tại các xã Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phú để kêu gọi đầu tư. Hiện nay thì Hòa Vang đã triển khai trình thành phố và được thành phố phê duyệt 3 khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao ở xã Hòa Phong và xã Hòa Khương. Thì thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết và chúng tôi đang tập trung hoàn thiện hồ sơ để kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực này. Đồng thời, huyện cũng đang tiếp tục rà soát trên địa bàn các cái vị trí có cái điều kiện thuận lợi để tiếp tục tham mưu với thành phố để phê duyệt thêm các cái khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để tiếp tục kêu gọi đầu tư. Đó là về cái quy mô dự án kêu gọi đầu tư nông nghiệp cao quy mô lớn. Còn song song đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu thành phố để có cơ chế để cho khuyến khích vận động người dân tham gia cụ thể vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
ở mức độ là nông hộ gia đình cá thể. Bên cạnh đó, huyện Hòa Vang tập trung thực hiện bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, có 11 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.